Ơi, Mô tô Sài Gòn xin chào cả nhà. Hiện tại mình đang có mặt tại showroom của KTM và Husqvarna Motorcycle Việt Nam. Đây bên cạnh là Triumph luôn nè các bạn. Đây showroom vừa hoàn thành ha. Chưa khai trương các bạn, vừa hoàn thành thôi. Và dự kiến là sẽ ngày 15 tháng 5 này sẽ chính thức khai trương. Dự kiến là rất là đông vui đó. Thế thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn mình vào tham quan showroom trước giờ mở cửa nhé. Thì như bạn thấy khu vực sala ở đây, khi bạn qua hầm tới bên đây, các bạn về phải vô chạy vô một đường rất là rộng đây. Đây cũng là rất lý tưởng để các anh em đi ô tô, các bạn có thể đậu thoải mái, hoặc là đi xe máy các bạn có thể gửi dưới hầm đây, rất là thuận tiện. Vấn đề gửi xe rất là thoải mái, khu vực này cà phê cũng nhiều ha. Đây đường rộng, test drive cũng thoải mái nữa. Rồi mình tham quan showroom nhé, soi dàn xe, soi xem showroom hiện tại có những mẫu xe gì. Đây là mẫu Vipiland nè. Vipiland vừa rồi mình cầm đi Đà Lạt với lại mẫu Spartiland đó. Cho mình sẽ có clip đánh giá rất là chi tiết, anh em cùng đón xem nha. Thì mình xin tóm lại một cái ý chính duy nhất thôi, đó là tiền nào của đó. Rất là nhiều trang bị đáng giá, hàng hiệu cao cấp, thiết kế siêu đẹp luôn ha, không lỗi thời. Và đây là dàn xe KTM 790 đúc lên bô Akrapovic slip on. Cái này là tặng hiện tại là trong tháng này, nếu mà anh em mua xe chứ là tặng nguyên cái lon bô luôn nha anh em. 43-45 triệu đồng á. Cao cấp nha, hàng chính hãng carbon. Ở bên đây là Spartiland nè, thì đậm chất Scrambler. Thì con 390 ADV Adventure này mình đã có đánh bài đánh giá rất là chi tiết sau cái tour đi Bảo Lộc off-road tại Lũng Đại Nàng đó. Và đây là 790 Adventure siêu phẩm ha. Siêu phẩm có nói là chùm trong phân khúc luôn, đang rất là được các anh chị em thích đi tour đi phượt và off-road ưa chuộng ha. Ở đây một mẫu 401 Spartiland nè. Bên kia cũng là Spartiland mà 200 phân khối. Hiện tại tuy chưa khai trương mà rất đông đảo anh chị em biker đến tham quan của hộ luôn. Xe mình vào bên trong nha. Đây khu vực trưng bày. Đây là phiên bản đúc 390 đúc. Đây 199. Nó là 99 màu xám. Màu xám bạc rất là đẹp. Đúc 200. Đúc 200 đi với bộ vành màu cam ha, nhìn nổi bật liền. Và anh đây là 790 đúc. Nó là con quái vật trong cùng phân khúc 800 phân khối. Đây là có khu vực merchandise là để anh em mua sắm đồ bảo hộ, thời trang, nón rồi vân vân. Đây là 790 Adventure phiên bản tiêu chuẩn. Thì ngoài phiên bản tiêu chuẩn này có phiên bản R nữa các bạn. Phiên bản R thì nó sẽ có những số lên một số món đồ cao cấp hơn, xịn sò hơn. Thì hiện tại showroom chỉ mới hoàn thành thôi, chưa chính thức khai trương nha. Khi khai trương mình nghĩ sẽ có nhiều xe và nhiều đồ hơn nữa. Đây 390 Adventure 390. Này đã lắp thùng luôn nè, chính hãng của KTM luôn. Nhìn xịn sò quá đẹp, lên thùng nhìn nó khác liền các bạn thấy không? Lên thùng nhìn cái xe nó ra chất Adventure đi phượt liền. Như thế nếu bạn thích có thể lắp thêm thùng sau nữa. Thì con này mình đã có bài đánh giá rất là chi tiết rồi. Ưu điểm của nó là nhẹ, với lại cái tọt nó rất là tốt, rất là mạnh mẽ, giúp các bạn vượt địa hình đồ rất là tự tin. Đây một mẫu Vipiland màu xanh dương, xanh cứ xanh da trời á. Nhìn rất là cá tính. Và đây đặc biệt là mẫu Spartiland 401 đã lên một số món đồ chơi chính hãng như là kính anh em thấy. Này plug and play của hãng luôn nên không có chế cháo gì hết, các bạn thì đến hãng mình lắp vào thôi. Kính này nhìn cái xe nó đẹp liền nè. Nó bảo vệ lấy đồng hồ đó. Ở đây nó có cái bộ khung ốp cái đầu đèn nữa bằng kim loại luôn. Chi tiết này rất đáng giá, là tránh đất đá rồi đó. Nó va vào hoặc các bạn gửi xe rồi á,
những xe khác như gương hay những chi tiết khác nó dư ra nó hay bị đập vào kính đó. Thì này nó giúp bảo vệ lấy kính này, rất là an toàn, và cũng đây là những món phụ kiện mà rất là hữu ích mà anh em nên lắp đi. Quá đẹp. Vapilen thì lắp sẵn luôn cái bộ khung kim loại phía trên nha các bạn. Hình như kim loại đáng giá. Đây là khu vực merchandise của Husqvarna, đồ rất là đẹp luôn. Quần này chuyên dành cho anh em đi cào cào nè. Như bạn biết là Husqvarna ngoài hai cái mẫu Swat Bilen với Vit Bilen thì còn có mẫu Supermoto 701 á, đang cũng rất là được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam ha. Dòng đó chuyên cào cào off road luôn. Mấy cái áo này nhìn rất là mát luôn. Quá đẹp. Đấy, hiện tại showroom vừa mới hoàn thành, cũng đã có một số mẫu xe được trưng bày rồi. Thì ngày 15 tháng 5 sắp tới đây là dự kiến là sẽ chính thức khai trương. Đấy, thì Mô Tô Sài Gòn sẽ tiếp tục cập nhật các bạn cùng đón xem nhé. Ok, xin cảm ơn và chào các bạn.